có dùng TikTok không và bạn thấy ứng dụng này thế nào? Một nhà báo phụ trách tuyến phóng sự TikTok Storm do của The Sun có tên là Allison Maloney đã có những trải nghiệm trên TikTok và nhận ra nhiều sự thật đen tối trong đó. Hãy dành ít phút cùng blog Việt Food lắng nghe những chia sẻ của cô. TikTok, ứng dụng của ByteDance, một công ty có trụ sở tại Trung Quốc, hiện đã thu hút hàng tỷ lượt tải về trên phạm vi toàn thế giới. Thoạt nhìn qua, TikTok quả thực là một thế giới đầy ắp sự thú vị, thu hút fan hâm mộ bằng những clip dễ thương về động vật hoặc là về những ngôi sao nổi tiếng của giới giải trí. Chắc hẳn bạn đã một lần xem và thấy những video được tạo ra từ TikTok, và blog Việt Food cũng không phủ nhận có những video với hiệu ứng thực sự hấp dẫn. Thế nhưng, đằng sau thế giới ấy còn ẩn giấu những sự thật đen tối khác liên quan đến ma túy, tình dục, bạo hành động vật cùng nhiều thông điệp nguy hiểm mà theo nhà báo Allison Maloney, người điều hành tuyến bài phóng sự TikTok Storm của trang The Sun, những nội dung ấy dễ tiếp cận một cách đáng sợ. Maloney cho biết cô đã từng trông thấy video về cảnh những đứa trẻ chỉ 8 tuổi đang bị dụ dỗ trên TikTok, trong khi nhiều kẻ thì lợi dụng việc các cô gái trẻ đăng tải nội dung khêu gợi để trục lợi và lừa đảo. Nhưng đáng chú ý là trong một khảo sát tại Anh, hơn 1/4 các bậc phụ huynh tham gia thừa nhận rằng họ không hề biết về những nội dung ấy có tồn tại trên nền tảng TikTok. Một số phụ huynh thậm chí để con trẻ chỉ mới 3 tuổi lướt TikTok, và theo một khảo sát trên Facebook, giới hạn độ tuổi 12 của TikTok gần như hoàn toàn bị bỏ qua. Blog Việt Food xin chỉ dẫn lời của Ray Watts, một chuyên gia bảo mật số tại ProPrivacy, đã từng chia sẻ: TikTok sử dụng AI là trí tuệ nhân tạo để cung cấp nội dung dựa trên hành vi của người sử dụng, thả tim video để đưa vào thuật toán. Điều này có thể dẫn đến những nội dung bạo lực, bạo hành, khiêu dâm được lan truyền dễ dãi. Và theo những gì mà nữ nhà báo Maloney trải nghiệm, chỉ trong vòng 10 phút đăng ký TikTok, cô đã trông thấy những nội dung đáng lẽ không bao giờ nên xuất hiện dù là với bất kỳ độ tuổi nào, nữa là cho con nít tiểu học, lăng mạ núp bóng những video 15 giây. Độ tuổi tối thiểu được phép dùng TikTok là 13. Nhưng Maloney cho biết chẳng có quy định xác nhận độ tuổi nào ở đây cả. Việc giả mạo ngày sinh khi đăng ký TikTok là quá dễ dàng. Ngay khi bạn bấm vào ứng dụng TikTok, các video bắt đầu tự động chạy. Với những trường hợp của Maloney là video về một cô gái đang nhảy, sau đó người dùng khác có thể tương tác bằng cách like, share hoặc không thì lướt lên để tìm kiếm các video khác. Đến video thứ tư trên TikTok, Maloney chạm mặt một thiếu niên phi giới tính đang chia sẻ về xu hướng tình dục và cảnh một người phụ nữ lớn tuổi hét lên lúc cuối video: "Câm mồm đi, con... ở đây là văng tục. Cảnh cuối video đã là được ghép thêm vào, nhằm lăng mạ những người đang nêu quan điểm khác với họ. Và sau đó là rất nhiều video tương tự xuất hiện trên TikTok, bao gồm cả các chiến dịch của Greta Thunberg, thiếu niên hoạt động vì môi trường nổi tiếng thế giới. Nhưng nhà báo Maloney chia sẻ, đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Một trong những trào lưu đáng lo ngại trên TikTok đó là rất nhiều cô gái trẻ đăng tải nội dung khêu gợi liên quan đến tình dục. Đó là chưa kể đến những kẻ ấu dâm núp bóng người dùng đang lẩn khuất ở đó. Trong một video trên TikTok, hai cô gái trông mới chỉ 12 tuổi hát một bài với ngôn từ cực kỳ người lớn về việc một người đàn ông đang cố gắng đưa cậu nhỏ vào quần tôi. Trong một video khác, một cô gái có những động tác ám chỉ hành vi tình dục. Ngoài ra, còn có rất nhiều video trên TikTok liên quan đến bạo hành trẻ em với nội dung ám chỉ việc sẵn sàng đánh đập chúng được che đậy một cách đầy ẩn ý. Tiếp tục chìm đắm vào TikTok, Maloney tìm thấy video về một nhóm học sinh tiểu học đùa giỡn về việc cứu nhóc học sinh mới tìm vào chỗ chết. Khi lướt lên lần nữa, video về ảnh một bé gái khoảng 7-8 tuổi đang dùng dao tự cắt vào tay mình. Nội dung về thiếu niên chơi dao cũng rất phổ biến trên TikTok, như video có tiêu đề tập dao, chiếu cảnh một cậu trai ném con dao dài 25cm trong nhà bếp, hoặc một cậu con trai dùng dao đâm bể màn hình trong một video khác trên TikTok. Vài phút kế tiếp, Maloney lướt qua video trên TikTok với dòng hashtag là SpyWorld. Nội dung về cảnh hai người đàn ông lái xe qua một người phụ nữ vô gia cư dường như đang sử dụng ma túy trước khi hét một cách tàn nhẫn để cô phải nhảy dựng lên. Một video khác trên TikTok có 142.000 lượt thích cho thấy cảnh một người đàn ông đang phê ma túy, giật đùng đùng theo điệu nhạc. Ngoài ra, còn có những nội dung cho thấy thế giới trông sẽ như thế nào khi sử dụng ketamine và cocaine, các loại ma túy bị cấm theo luật pháp. Theo Maloney, TikTok là một môi trường hoàn hảo để lan truyền các thử thách từ đơn giản cho đến những thứ nguy hiểm hơn, bao gồm cả những video mạo hiểm tính mạng để nổi tiếng. Chẳng hạn như video về cảnh hai cô gái đang nhảy múa giữa đường đông đúc xe cộ. Điều đáng sợ nằm ở dòng chú thích: "Chúng tôi đã bị xe tông phải khi đang làm chuyện này, nên hãy khiến chúng tôi nổi tiếng nha." Rất nhiều thử thách khác trên TikTok có thể được tìm thấy một cách dễ dàng. Và điều khiến cho TikTok trở nên thú vị với giới trẻ nằm ở chỗ nó được chơi trò chơi hóa. Trích lời của Walls,
Ứng dụng khuyến khích người dùng không chỉ bình luận hay tương tác với video mà còn tự mình tạo ra nội dung. Nó khiến cho giới trẻ làm những thứ bình thường họ không thể làm để có được những video để đời. Có một trào lưu hay thử thách, các bạn trẻ xử thế trước mặt phụ huynh, sau đó ghi lại phản ứng của họ. Ngoài ra, có nhiều trào lưu khác để lại hậu quả nghiêm trọng hơn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Một trong những trào lưu trên TikTok mà Wolves đề cập có tên là Clap Your Hands hiện đang rơi vào tình trạng báo động. Theo đó, người dùng sẽ vỗ mạnh vào vật nuôi theo điệu nhạc If You Are Happy and You Know It. Vấn đề nằm ở chỗ, vật nuôi thường là chó và mèo, có vẻ không thích điều đó một chút nào. Và nếu trẻ em nhìn thấy, chúng có thể bắt chước mà không kiểm soát được hậu quả xảy ra sau đó. Cách tốt nhất để giám sát con trẻ trên TikTok đó là tự mình tham gia, Wolves cho biết. Chỉ có vậy, bạn mới có thể biết nội dung chúng đăng lên là gì, cũng như những video mà chúng tương tác. Ái chà, không biết các bạn cảm thấy thế nào khi nghe xong trải nghiệm của một nhà báo khi bắt đầu dùng TikTok. Nhưng blog Việt Food cảm thấy thực sự đáng lo ngại. Nếu như TikTok không thể kiểm soát những nội dung đăng lên, thì rất có thể ứng dụng TikTok sẽ trở thành một thế giới kinh hoàng với rất nhiều người.